theo nếu như ý của em á, anh đặt ví dụ thôi ha, như đặt ví dụ em như hoàn cảnh là như anh đi, có em có vợ con em đang bệnh mà không có ai hết, thì ở dưới quê có một cái chuyện gì đó em có thể đi đi về giữ công việc chứ mà bỏ con trên này không, theo ý của em? Bỏ con được luôn. Chứ nãy giờ anh tính xách xe anh chạy đi về Hà Tiên để gặp mặt chú lần cuối, thì có lẽ là chiều nay cũng phải liệm rồi, thì ổng về ổng thăm bà nội tao. Bà nội cũng táo 80-90 tuổi rồi, về thăm bà nội, chở thím ba về thăm bà nội. Nhưng mà ông chạy ra khỏi gạch sỏi gì chút xíu đó, xe tải không biết lỗi phần lỗi là do ai thì cũng chưa biết được, tại vì mình chỉ mới nghe được điện thoại thôi. Nhưng mà mình điện về mình tính đi thì ba mình không, nói xa quá con ơi đừng đi, để ba đi được rồi, từ đó về đó mấy trăm cây số, rồi con của con đang bệnh nữa, thì cho nên nãy giờ trong lòng buồn quá, buồn, nỗi buồn này không biết sao tính. Mọi người cho mình một lời khuyên nha mọi người, nếu mình phải làm sao mọi người? Chú ruột của mình thì ổng ở Hà Tiên nè mọi người, mình hiện giờ là mình ăn ở An Sương, hai vợ chồng mình đang ở Lưu Sương, gia đình mình đang ở An Sương, có đứa con gái thì ông gái nó bệnh bị sốt xuất huyết mọi người, thì thứ hai phải đi tái khám, ngày nào cũng phải đi tái khám mà bệnh, tại vì nó nhiễm cái đó rồi nó phải theo dõi hoài, mà nó cho mỗi lần theo khám thì nó cho con mình chỉ có 4 viên thuốc uống mà mọi người, cho uống 4 viên thuốc mà nhỏ thấy nằm đừ lắm. Giờ không biết làm sao nữa. Theo em thì không hả? Không. Theo em vậy đó, nhưng bỏ con mình đây đi về dưới được không? Tại vì con mình đang bệnh đó. Giờ gối thì gối hay cái đó gối đó mọi người ơi, trên giờ đây mà thì mình đang bỏ ở ngoài con đồng thì nè, ra con ngoài bệnh ở thì con ngoài cái không gốc được. cây buồn quá, thì giờ mình cũng không biết làm sao luôn. Mình với thằng em đang đi câu cá nè, em câu đi nè, nói câu chứ nó lại nó rủ đi câu cá chứ đâu có vui đâu, thì nó lại rủ đi ra ngoài đây có cái hồ nè, hồ sau lưng nè, nhưng mà ngồi xuống đây tâm sự cho mọi người chút xíu. Bà ổng đi sáng nay ổng đi về thăm bà nội mình, bà nội mình thì ở ở xã Kế Thành á, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bà nội mình năm nay cũng già rồi, thì bà nội ở nhà với người chú thứ chín, thì giờ chú thứ chín thì với ba mình á, là ba mình thứ hai thì đã dưới dưỡng 6 thì chuẩn bị đi về dưới, nhưng mà mình còn ở đây, mình đi á, thì ở đây con mình không ai đi chở đi tái khám. Mấy ngày nay cả tháng nửa tháng nay công việc làm thì nó cũng không ổn định, nó cũng khổ lắm mọi người ơi, giờ nhân không biết làm sao luôn. Bây giờ đang ngồi ở bóng cây cây sây cây còng gì nè, cây bự lắm nè,
ở trên đầu mình nữa không? Cây to lắm. Bây giờ không biết làm sao luôn mọi người. Mọi người chỉ cho mình đi mọi người. Mọi người chỉ cho mình nên phải làm sao, mọi người hãy chỉ cho mình nha. Chứ giờ mọi người giờ mình không biết, thiệt không biết làm sao luôn. Con mình bệnh không gà mình gầu cũng chết luôn. Mình chưa có ấy nữa mà giờ cứ nghe một cái tin người chú mình không mất nữa, nữa thì gối hết mọi người. Gối hết. Mọi người hãy cho mình biết đi mọi người. Mọi người chỉ cho mình một cái. Mình nói thật sự chứ không phải là mình giả dối đâu mọi người. Chú ruột của mình mất rồi. Vì tai nạn xe. Mới mất hồi sáng mọi người.